Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập sóng của bộ truyện ngôn tình có tên Khoảng trời bình yên của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập sóng rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người tập trung lại ăn trưa ở phòng lớn của resort. Phần ăn của Lâm được nhân viên đưa về phòng riêng của anh. Xong xuôi thì tất cả nghỉ ngơi tại phòng của mình. Buổi chiều đến lại kéo nhau đi tham quan, rồi tập duyệt lại cho bài thi của mình trong ngày mai. Nhã ở trên sân khấu, một thân ăn mặc khá đơn giản, múa tập bài thi của mình. Mọi người ở bên dưới chăm chú nhìn rồi khen nức nở. Đẹp quá! Năm nay Nhã giật giải hoa khôi chắc luôn rồi. Thấy giám đốc có vẻ thiên vị lắm. Giám đốc thiên vị thì sao? Chúng ta chọn bỏ theo số phiếu bầu mà. Thì đâu có ai biết giám đốc có ý với cô ta mà lại không chọn. Nhã nghe bọn họ bàn tán như vậy, lại liền dừng lại. Cô có chút thấm mệt bước xuống đi lại phía đám người đang xì xào đấy mà nói. Chắc cũng không ai ngu tự loại bỏ đi một phiếu chiến thắng của mình đâu nhỉ. Thay vì ngồi đoán mò sao các cô không cố mà làm cho tốt đi. Gớm, ai mà không biết cô dựa dẫm cưa cẩm giám đốc. Cho dù cô không có đủ phiếu, thì giám đốc cũng sẽ có cách khiến nó đủ. Nhã nghe vậy lại khẽ cười. Vấn đề đó lại trong phạm vi của giám đốc. Tôi nghĩ các cô nên ý kiến với anh ấy, chứ không phải nói với tôi. Hay là không dám? Cô... Bọn họ bị Nhã nói cho tức đến á khẩu. Lúc này một người đồng nghiệp khác chạy đến can ngăn. Thôi, cuộc chơi đừng cãi nhau lại mất vui. Một năm mới có một lần, mọi người phải đoàn kết lên. Nói rồi chị ta quay sang cô cười. Nhã, cô múa đẹp lắm đấy. Tôi cũng tham gia với tiết mục múa. Xem ra chúng ta phải đối đầu nhau rồi. Nhã nghe thế cười gượng. Vì là mới vào công ty nên tôi chỉ tham gia cho vui thôi. Không dám ngang hàng với người trước. Có gì đâu mà ngang hàng hay không. Ai giỏi thì người đó xứng đáng được nhận thôi. Nói rồi cô ta đưa cho cô một chai nước. Mệt rồi đấy, uống chút đi. Nhã thấy đối phương có phần thân thiện nên cũng nhận lấy chai nước mở ra uống rồi cười. Cảm ơn nhé, tôi về phòng nghỉ một lát. Xong câu đấy, cô cũng quay người đi về phòng của mình. Lúc này vừa đến cửa phòng thì một nhân viên của resort đi lại. Chị Nhã. Cô nghe thế liền quay người nhìn lại, nhận ra cô bé Xuân, nhân viên dọn phòng của resort liền cười. Có chuyện gì thế? Xuân mặt mũi lo sợ rụ mặt xuống. Chị... Ban sáng em thấy chị có quen với anh Hoàng ở phòng 1003 phải không? Đúng rồi, sao thế em? Hôm nay dọn phòng cho anh ấy, Hoàng có nhờ em đem chiếc áo đi giặt. Nhưng em không cẩn thận bỏ chung với áo màu, giờ nó loang ra vậy rồi. Em sợ anh ấy trách mắng và bắt đền, chị có thể nói giúp em vài câu không? Nhã nghe thế mới nhìn xuống chiếc áo trong tay Xuân. Cái áo sơ mi trắng đã xuất hiện những vết loang màu tím đỏ. Cô liền nói. Không sao đâu, anh Hoàng không khó tính. Em chỉ cần nhận lỗi là anh ấy bỏ qua thôi. Em sợ lắm. Hay chị đưa giúp em với. Chị nói đỡ với anh ấy trước rồi em sẽ đến nhận lỗi được không? Chuyện này, chị Nhã giúp em đi. Thấy Xuân ra sức năn nỉ, cô cũng khó lòng từ chối nên gật đầu. Thấy vậy Xuân liền cười đưa chiếc áo cho cô. Em cảm ơn chị trước. Có gì chị nói em biết nha. Ừ, phòng 1003 phải không? Dạ. Sau câu đấy, Nhã cũng cầm chiếc áo đó quay người đi hướng thẳng đến phòng 1003. Lúc này bỗng nhiên cô cảm thấy đầu óc như say sẩm, mọi thứ quay cuồng. Nhã khẽ lắc mạnh đầu một cái để trấn tĩnh lại, rồi đứng trước cửa phòng của Hoàng đưa tay lên gõ cửa. Một lúc sau cánh cửa mở ra, Hoàng có phần bất ngờ khi thấy cô. Nhã, có chuyện gì sao? Cô đưa chiếc áo cho anh. Đầu óc bây giờ vẫn cứ lâng lâng như trên mây, đôi mắt muốn díu lại mà nói. Cây Xuân mà anh nhờ đem áo đi giặt,
Con bé không cẩn thận làm phai màu ra áo. Nó sợ nên nhờ em đem tới nói với anh một tiếng. Con bé nó còn nhỏ, gia cảnh khó khăn nên đừng trách mắng nó, tội lắm. Lâm nhìn xuống chiếc áo rồi cầm lấy nó. Hỏng rồi thì thôi, anh cũng đâu có định trách mắng gì cô ấy đâu. Nhã nghe vậy thì cười. Nếu vậy thì... Còn chưa kịp nói hết, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Cả người cô vô lực đổ về phía Hoàng. Anh thấy vậy cũng hốt hoảng đỡ lấy. Nhã! Vừa lúc đấy một người đi qua liền lại gần hỏi. Có chuyện gì thế? Mau giúp tôi đỡ cô ấy vào trong. Nghe thế người đó cũng liền giúp Hoàng một tay. Nhưng khi Hoàng vừa đặt cô nằm lên chiếc giường thì người kia bất chợt lấy một cái khăn hất lên mặt anh ta. Hoàng sau đó như hít phải một mùi gì đó. Đầu óc cũng quay cuồng. Gương mặt người phụ nữ kia nhìn không rõ nữa. Sau đấy liền ngã gục xuống rồi lịm dần đi. Khi thấy cả hai đều đã bất tỉnh, ả ta cố gắng kéo Hoàng nằm lên giường cạnh Nhã, còn cởi quần áo của bọn họ vứt ngổn ngang xuống đất, sau đó mới hài lòng cười rồi quay đi. Buổi tối khi tất cả tập trung lại để ăn tiệc, Lâm khẽ đảo mắt nhìn khắp phòng ăn, nhưng không thấy bóng cô đâu. Anh đi lại phía chị Thanh lên tiếng. Nhã đâu rồi? Chị ta nghe thế cũng trả lời. Không biết nữa, buổi chiều sau khi tập xong, thấy Nhã bảo về phòng nghỉ, mà lúc sau tôi quay về lại không thấy. Nghe vậy anh khẽ nhíu mày. Một người không thấy sao lại không báo lại? Chị ta ngây người. Nhã cũng lớn rồi mà, đâu phải con nít đâu. Theo tôi về phòng. Nói rồi Lâm cũng liền quay người đi. Chị Thanh thấy vậy cũng theo sau. Bọn họ trở về phòng mở cửa. Nhưng Nhã vẫn chưa trở về đây. Sự vắng mặt của cô khiến anh lo lắng. Cứ nhớ đến tên đã theo dõi cô ở chung cư. Lâm vội vàng đi ra sảnh tập trung mọi người lại để hỏi. Nhưng ai cũng bảo không thấy. Lúc này cây trang bỗng lên tiếng. Lâm, chiều nay em thấy Nhã đứng nói chuyện với một nhân viên ở đây đó. Anh thử hỏi xem họ có biết không? Lâm nghe vậy lại gọi hết nhân viên lên để hỏi. Lúc này cô bé Xuân cũng vội trả lời. Chị Nhã chiều nay giúp em đem cái áo đến phòng anh Hoàng thôi ạ. Sau đó em cũng không gặp chị ấy nữa. Vừa nghe đến cái tên đấy, sắc mặt Lâm trở nên khó coi. Hắn ở phòng bao nhiêu? 1003 ạ. Theo tôi đến đó. Dứt lời, Lâm cũng bước trở ra ngoài. Bọn họ đi thẳng đến phòng của Hoàng gõ cửa liên tục, nhưng không hề có hồi âm. Lâm lại càng sốt ruột mà nói. Các người có khóa dự phòng đúng không? Mau mở ra đi. Chuyện này... Như vậy là phạm vào nội quy. Mở đi, có chuyện gì tôi chịu. Nghe thế nhân viên của resort cũng chạy đi lấy chìa khóa rồi quay lại mở. Chốt vừa kêu một tiếng, Lâm đã đạp mạnh cửa ra rồi bước vào bên trong. Âm thanh rầm lớn ấy lại đánh thức Nhã mơ hồ tỉnh dậy. Cô khẽ cựa mình mới phát hiện bản thân đang nằm trong lòng của ai đấy mà mở mắt ra. Gương mặt của Hoàng đập ngay vào mắt, cùng với một thân thể không mặc gì. Khiến Nhã sửng sốt mà túm chăn che người mình rồi ngồi lên. Hoàng. Lúc đấy tiếng bước chân vang rõ dừng lại. Lâm đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm hai con người trên chiếc giường mà lòng bàn tay đã siết chặt lại. Nhưng kỳ lạ, nét mặt anh vẫn lạnh nhạt không một lộ tia cảm xúc. Mà Nhã bây giờ cũng kinh hãi nhìn ra phía cửa. Mọi chuyện cứ hư hư thực thực khiến cô không thể nào tiếp nhận được. Lâm. Cả người Lâm toát ra một luồng khí lạnh. Đủ sức áp bức đối phương, ánh mắt như ngọn lửa rực muốn thiêu đốt cái thân thể, chỉ mặc độc một chiếc áo con của cô. Anh quay người lại, nhìn đám hiếu kỳ đang cố ngó vào kia mà gằn lên. Ra ngoài. Âm thanh ấy khiến cả đám run sợ tự động lùi lại, mà Hoàng lúc này cũng mơ hồ tỉnh dậy. Có chuyện gì thế? Nhã lúc này nghe thế liền vội nhìn sang, kéo cái chăn phủ kín người anh ta rồi nói. Khoan đã, không được kéo chăn ra. Nói rồi cô cũng liền bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình mặc vào. Mà Hoàng khi đấy ở trong lớp chăn nhìn toàn thân mình, chỉ mặc độc một chiếc quần xịp cũng mơ hồ hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra. Nhã sau khi chỉnh trang lại quần áo của mình, liền vội đi về phía của Lâm. Lâm, chuyện này anh nghe em nói đã. Anh nghe vậy mới quay người nhìn sang cô, nét mặt lạnh tanh mà nói. Tôi hy vọng em có thể giải thích chuyện này một cách hợp lý. Nhận ra được thái độ khác lạ của anh, Nhã bất chợt cảm thấy lo sợ. Cô cũng trở nên luống cuống không biết phải nói như thế nào. Lâm,
Thật sự em không biết tại sao em lại ở đây trong tình cảnh như vậy. Chỉ là buổi chiều sau khi tập xong, em có chút mệt nên về phòng nghỉ. Có gặp một cô bé dọn phòng nói, nhờ em mang áo đến cho Hoàng. Khi em đến đây đưa áo cho anh ấy thì cảm thấy đầu óc quay cuồng. Rồi sau đó thế nào em cũng không biết nữa. Lâm nghe thế khẽ cười, nét cười mang hơi lạnh và một chút đắng miệng. Vậy là em tự đến đây phải không? Nhã chợt ngây người bởi câu hỏi của anh. Cô bất giác nhớ lại những lời đã nói với anh lúc cả hai thân mật. Cảm giác bỗng nhiên lo sợ, ánh mắt đỏ hoe, thanh âm có phần xúc động. Lâm, nhưng lúc đó cô bé ấy nhờ em chỉ là... Lâm thấy cô luống cuống như vậy, trong lòng cũng cảm thấy đau thắt. Được, tôi sẽ không hỏi đến việc đấy nữa. Giờ em giải thích sao về chuyện em và hắn ở trên giường trong tình trạng... Nói đến đó anh bỗng ngừng lại một hồi. Sau đấy có vẻ như rất nén giận mà tiếp lời. Quần áo không trên người. Nhã nghe thế càng trở nên rối loạn hơn mà giải thích. Nước mắt cô đã vô thức rơi xuống. Em thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Như em đã nói, em đến đây đưa áo cho anh ấy rồi bỗng nhiên thấy mọi thứ chao đảo. Nói vậy là hắn đã tự ý chạm vào người em đúng không? Nhã nghe vậy sững người nhìn anh. Cô cũng hiểu Hoàng không phải là loại người như vậy. Hoàng, anh ấy không phải. Lâm còn chưa nghe cô nói hết đã cười hắt một cái. Hoàng, đúng là cái tên đấy thật sự khiến người khác khó chịu. Nhã thấy anh như vậy lại càng thêm sợ. Lâm, thật sự giữa em và Hoàng không hề như anh nghĩ. Chắc có hiểu lầm gì đó. Em nói em đến đây thì liền bất tỉnh. Vậy sao em biết hắn không làm gì em? Câu nói ấy của Lâm khiến cô chợt sững lại. Nhã cũng rất khó giải thích cho chuyện này. Khi đấy giọng của Hoàng vang lên. Không đủ tin tưởng với bạn gái của mình sao? Lâm nghe thế mới nhìn sang Hoàng. Anh ta đã ăn mặc chỉnh chu, từng bước tiến lại phía họ. Lâm ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh chĩa về phía Hoàng mà gằn giọng. Nếu giết được mày, tao chắc chắn sẽ nhiều tin tưởng hơn nữa. Hoàng nghe vậy lại không hề sợ hãi mà còn khẽ cười. Đừng hù dọa người như vậy. Nếu như tôi nói, tôi cũng bị gài bẫy mới cùng Nhã một chỗ như vậy. Chắc anh không tin đúng không? Hay là để tôi nói điều anh muốn tin nhé? Mọi chuyện giống như anh đang suy diễn vậy đấy. Nhưng anh đừng lo. Tôi làm gì với cô ấy, tôi đủ khả năng để chịu trách nhiệm. Câu nói của Hoàng như thêm dầu vào lửa. Nhã kinh ngạc nhìn sang anh ta. Hoàng! Hoàng sau đó ánh mắt vẫn đối diện như khiêu khích. Nhưng anh lại nói với cô. Đó là những thứ anh ta muốn nghe. Nhã, xin lỗi. Nhưng đó cũng là điều anh muốn nói. Cô không tin vào tai mình nữa. Hốc mắt đã đẫm nước mắt mà tròn xoe nhìn Hoàng. Rồi bất chợt khi đấy Lâm bỗng lao đến vung tay đấm vào mặt anh ta một cái. Khiến Hoàng lảo đảo lùi về phía sau. Nhã kinh hãi hét lên. Á! Mọi người nghe tiếng hét liền chạy vào. Cũng vừa lúc Hoàng đánh trả lại anh một đòn vào mặt. Làm Nhã hoảng hốt. Lâm! Không dừng ở đó, Lâm tiếp tục túm lấy cổ áo của Hoàng, vùng tiếp một đấm nữa, khiến anh ta ngã gục xuống đất. Nhưng có vẻ điều đấy không làm Lâm hạ giận, anh lại lao đến ghì người Hoàng xuống. Năm đấm liên tục đánh vào gương mặt của Hoàng, khiến Nhã khiếp sợ mà chạy đến can ngăn. Lâm, dừng lại đi. Cô khóc lóc, cố giữ lấy tay anh, rồi kéo ra khi mà thấy Hoàng đã một miệng đầy máu. Lâm, đừng đánh nữa, anh ấy sẽ chết mất, xin anh. Dường như sự cầu xin của cô càng khiến Lâm thêm mất bình tĩnh hơn. Anh lúc này không thể khống chế được hành động của mình nữa. Mọi người đứng bên ngoài lần đầu tiên chứng kiến thấy dáng vẻ này của giám đốc mình cũng cảm thấy kinh sợ. Cô thấy không thể khuyên can được anh. Nhã liền dùng sức đẩy mạnh Lâm khiến anh ngã sang một bên rồi gắt lên. Anh bình tĩnh đi được không? Hành động và thái độ của Nhã khiến Lâm bỗng sững lại. Nhã lúc này cũng vội đỡ Hoàng lên. Cả gương mặt anh ta đầy máu, dù sao cũng là anh trai của bạn thân cô, thật sự cô rất khó xử. Lâm thấy hai người họ ở bên cạnh nhau, tâm tư anh như một hồ axit muốn ăn mòn hết các tế bào, cảm giác trái tim đang thoi thóp sắp ngừng đập vậy. Lâm từ từ đứng dậy, bàn tay anh còn vấy máu khẽ run lên mà nhìn cô nói. Đến cuối cùng thì em vẫn chọn hắn đúng không? Nhã nghe vậy mới quay sang anh. Lâm! Anh có thể nào lý trí hơn được không? Anh tin những gì Hoàng nói sao? Chẳng lẽ giữa chúng ta không đủ để tin tưởng nhau đến như vậy?
Được, cứ cho những gì hắn nói là không phải. Cứ cho là tôi tin em. Vậy em bảo tôi phải đối diện với những gì mình nhìn thấy vừa nãy bằng thái độ thế nào đây? Câu hỏi ấy khiến cô bỗng sững lại, đột nhiên lại chẳng biết đáp lại như thế nào. Lâm thấy thế khẽ cười khổ. Nhã, em vẫn không hiểu tôi. Dù mọi chuyện là tình ngay lý gian đi nữa, thì thứ tôi cần không phải là việc em đứng ở bên cạnh hắn lúc này. Cô nghe vậy cũng cảm thấy có đôi phần day dứt nhưng... Lâm, em không phải thế, mà là anh đã đánh quá mạnh tay. Vậy là do tôi rồi đúng không? Được, thế thì không làm phiền hai người nữa. Dứt lời anh cũng quay người đi. Cô thấy Hoàng chảy máu, nhưng lại không để ý khóe miệng của anh cũng bị rách. Cô lo sợ Hoàng, vì thế mà đau, nhưng lại không biết tâm can anh cũng đang vỡ vụn ra từng mảnh. Bóng lưng người đàn ông ấy phút chốc lại cô độc đến đáng thương, mà Nhã thấy vậy vội bước tới. Lâm. Nhưng khi đấy Hoàng bất chợt khuỵu xuống thở mạnh bởi cơn đau ở mặt kéo đến. Nhã vốn định đuổi theo Lâm nhưng lại chần chừ, rồi buộc quay lại đỡ lấy Hoàng. Anh không sao chứ, có cần đến bệnh viện không? Cô đỡ anh ta ngồi xuống ghế. Hoàng gương mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cười gượng xua tay. Nặng lắm đâu mà phải đến bệnh viện, nhưng công nhận anh ta đánh đau thật đấy. Nhã có phần giận dữ gắt nhẹ. Còn không phải tại anh nói mấy lời điên rồ đó sao? Anh đang làm mọi chuyện thêm rắc rối hơn rồi đấy. Cho dù anh có nói sự thật thì anh ta cũng sẽ hành động vậy thôi. Chẳng qua chỉ muốn khiêu khích anh ta một chút để xem anh ta cư xử với em như thế nào. Nhã nghe thế thở hắt một cái rồi cau mày. Rốt cuộc giữa em và anh đã xảy ra chuyện gì? Ít ra trước khi em ngất đi thì anh vẫn còn tỉnh. Khi đấy em bỗng nhiên ngất đi nên anh vội đỡ lấy. Lúc đó có một người phụ nữ đi qua nên anh nhờ cô ta giúp. Vì vội quá nên cũng không nhìn kỹ mặt mũi. Sau khi đỡ em nằm lên giường thì anh bị người đó hất thuốc mê. Sau đó thì anh cũng không biết gì nữa. Nhã nghe vậy khẽ nhíu mày suy nghĩ. Rốt cuộc là ai đã gài bẫy cô vào chuyện này? Mục đích muốn chia rẽ cô và Lâm. Nhã chỉ có thể nghĩ đến hai kẻ. Một là Trang, vì ả ta có tình ý với Lâm. Hai là đám con gái đã gây sự với cô hồi chiều nay. Cô trầm tư một hồi rồi mới quay sang Hoàng. Để em bảo nhân viên ra ngoài mua cho anh ít bông băng và thuốc. Nói rồi Nhã cũng quay người trở ra ngoài, mà Hoàng ngồi đấy ánh mắt dõi theo cô bỗng chốc trùng xuống. Cho đến ngay cả lúc này, anh ta vẫn không đủ dũng cảm để nói ra tự tâm của mình. Cuối cùng lại đành cười khổ một cái. Lâm lúc này trở về phòng của mình, đóng mạnh cửa lại. Anh đưa tay tháo lỏng những chiếc cúc áo của mình rồi đi thẳng vào phòng tắm. Đứng trước bồn rửa mặt mở vòi nước, bàn tay nhuốm máu ở dưới là nước trong suốt dần cuốn trôi đi thứ chất lỏng màu đỏ để lộ ra những vết chảy xước lóc ra. Cơn sốt và đau buốt kéo đến xâm nhập vào từng cơ quan tế bào. Hình ảnh ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của anh như một căn bệnh tâm lý. Lâm bất chợt mất bình tĩnh, siết tay lại đấm mạnh vào chiếc gương trước mặt, khiến nó vỡ nứt ra từng mảnh. Cơn đau đấy dường như mới khiến anh dễ chịu hơn hẳn. Không phải là anh không tin tưởng cô, chỉ là cứ nghĩ đến việc Hoàng một ánh nhìn soi khắp cơ thể cô. Cho dù không làm gì, nhưng việc đụng chạm vào người cô đã khiến anh muốn phát điên lên rồi. Hơn nữa, việc anh đánh Hoàng thực chất là muốn để cô không bị thiệt thòi. Nếu Hoàng đã lựa chọn vai xấu, vậy thì Lâm sẽ để cô thành người bị hại. Ít ra ở trước mặt mọi người thì cô không phải bị khó xử. Nhưng việc cô lựa chọn bênh vực cho Hoàng quả thực khiến anh càng thêm bức bối. Lâm rửa sạch máu ở trên tay mình rồi trở ra ngoài. Anh đi thẳng đến phòng an ninh của resort và xem trích xuất camera. Quả thực khi Nhã đến phòng của Hoàng đưa áo, sau đó cô loạng choạng bị ngất, thì xuất hiện một người phụ nữ đội một chiếc mũ vành rộng đi lại giúp đỡ. Người này có vẻ rất am hiểu vị trí đặt camera, nên từ góc nào cũng không thấy mặt cô ta. Mấu chốt cuối cùng vẫn nằm ở người này. Cô ta rốt cuộc có mục đích gì thì anh không rõ, nhưng nhất định sẽ không dễ dàng cho qua. Gửi đoạn camera này sang cho tôi, sau đó cũng xử lý nó đi. Nếu ai có đến hỏi thì cứ bảo camera ở đó bị hỏng chưa sửa được. Người nhân viên nghe vậy khẽ gật đầu rồi làm theo. Lâm sau đó rút vài tờ tiền cho anh ta, rồi cũng trở ra ngoài rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Chuyện tôi nhờ anh điều tra đến đâu rồi? Đã có chút dữ liệu, giờ tôi sẽ gửi qua cho cậu.
Nghe thế Lâm cũng tắt máy. Sau đó điện thoại anh vang lên chuông tin nhắn. Lâm mở lên xem, ánh mắt cũng chợt chuyển lạnh rồi rời khỏi đó. Nhã lúc này cũng trở về phòng của mình. Chị Thanh vừa thấy cô liền đi lại. Nhã, em không sao chứ? Cô nghe thế chỉ khẽ lắc đầu, chị ta lại nói tiếp. Thật sự mọi người cũng có chút nghi ngờ thôi. Nhưng không ngờ em và giám đốc đúng là mối quan hệ đó. Nhã cười gượng một cái. Xin lỗi vì đã giấu mọi người. Ôi, xin lỗi gì chứ? Như vậy lại vinh hạnh cho bộ phận của chúng ta quá. Nhưng mà xem ra giám đốc rất giận đấy. Cái người tên Hoàng kia cũng kỳ cục thật đấy. Chị có biết người đưa cho em chai nước lúc chiều nay là ai không? À, đó là My bên phòng kinh doanh. Vậy còn mấy đứa kiếm chuyện với em lúc đó? Hội con Đào, con Liễu, con Hồng kế toán đấy. Vậy khi nãy làm sao mọi người biết em ở phòng đó vậy? À thì giám đốc không thấy em ra ăn cùng mọi người nên hỏi. Sau đó Trang nói là thấy em đứng nói chuyện với nhân viên của resort nên Lâm gọi họ đến thôi. Nhã nghe thế gật đầu coi như đã hiểu mọi chuyện rồi khẽ cười. Em cảm ơn. Ổn chứ, liệu mai có thi nữa không? Sao lại không ạ? Em không sao đâu, chị đừng lo. Chị Thanh nghe vậy gật đầu rồi vỗ nhẹ lên vai cô. Vậy nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhã sau đó cũng lấy đồ rồi đi vào nhà tắm. Cô xả nước đầy bồn rồi ngồi trong đó ngâm mình. Ánh mắt đượm buồn nghĩ lại mọi chuyện. Có lẽ lúc đó cô thật sự đã làm tổn thương Lâm rồi. Sáng ngày hôm sau, mọi người tập trung ở phòng ăn để dùng bữa sáng. Còn cô lại đứng đợi ở trước cửa phòng của Lâm. Khi cánh cửa bật mở, Lâm bước ra có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô đứng ngay đấy. Nhưng rất nhanh sau đó gương mặt lãnh cảm mà hỏi. Có chuyện gì không? Nhã nghe vậy có chút lúng túng nhìn anh cười gượng. Lâm, chuyện hôm qua em nghĩ vẫn nên nói với anh. Còn chưa kịp nói hết Lâm đã cắt ngang. Chuyện hôm qua tôi không muốn nghĩ đến nữa. Nếu không còn gì thì tôi đi trước. Nói rồi Lâm cũng lướt qua cô mà đi thẳng. Nhã ở đây vẫn còn sững sờ bởi sự lạnh nhạt của anh. Nó khiến cổ họng cô nghẹn đắng, không còn đủ sức để thở nữa. Đôi mắt bỗng đỏ hoe, ngoái đầu lại nhìn anh. Bóng lưng ấy đang xa dần không một chút lưu luyến lại. Cô hít hơi thật sâu, rồi thở mạnh ra mà tự trấn an mình. Không sao, đợi anh ấy hết giận rồi sẽ nói vậy. Nhã sau đó cũng đi đến phòng ăn. Vừa bước vào đã thấy Lâm ngồi ở đấy bên cạnh Trang nói chuyện gì đó. Trong lòng cô bỗng nhiên khó chịu khủng khiếp, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Khi đấy chị Thanh cô liền vẫy tay. Nhã ngồi đây. Cô nghe vậy nhìn đến rồi cũng đi lại ngồi xuống, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Lâm và Trang. Cô thấy địa điểm nghỉ dưỡng này thế nào, có vừa ý không? Cảnh quan rất đẹp, không gian thoáng mát, phục vụ tốt. Sau chuyến đi này chắc em sẽ quay lại lần nữa. Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị chứ? Trang thấy thái độ quan tâm của Lâm khiến ả vui mừng gật đầu. Lâm, hôm nay anh có vẻ rất khác. Lâm nghe thế khẽ cười. Có gì lạ đâu, tôi cũng chỉ quan tâm một chút đến người đại diện nhãn hàng. Cô hài lòng là được rồi, hy vọng chúng ta có mối hợp tác lâu dài. Tất nhiên với đãi ngộ như thế này thì em cũng rất muốn hợp tác lâu dài với anh. Nhã nghe bạn họ nói chuyện với thái độ khác thường ngày mà cảm thấy sống mũi cay xè. Lúc đấy mấy đứa hôm qua kiếm chuyện với cô lại lên tiếng. Này, kể ra giám đốc với chị Trang cũng đẹp đôi nhỉ. Công nhận, một người nổi tiếng, một người giàu có thì gọi là trai tài gái sắc đấy. So với ai kia thì chắc không có cửa rồi. Ủa, ai kia là đang nói Nhã đấy hả? Ai ngờ lời bọn họ vừa dứt, một nhân viên của resort đem đồ vào lên tiếng. Ờ, chị Nhã cũng đâu thua kém gì. Con gái của chủ tịch một tập đoàn thời trang khá lớn ở tỉnh C đấy. Trời, không khác gì tiểu thư đâu. Nghe xong câu đó, Nhã cũng sững người, mà đồng nghiệp của cô cũng sửng sốt tròn mắt nhìn. Cái gì? Nhã là con của chủ tịch thương hiệu thời trang á? Nói đùa hay sao ấy chứ? Cô ấy giàu có thế sao đi làm nhân viên? Ờ, em tưởng chị ấy là bạn gái của anh Lâm. Sao lại làm nhân viên được? Năm nào chị ấy chẳng đến resort của em, nghỉ vài lần, còn được cấp thẻ VIP nữa. Nhã, có thật không? Mọi người dồn mắt về phía cô. Nhã trở nên lúng túng mà bất giác nhìn về phía anh. Lâm nét mặt lạnh nhạt cũng như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Nhã thấy vậy chần chừ một hồi rồi cũng trả lời.
Thực ra cũng không đến mức như vậy. Quả thật ba em là chủ tịch một công ty thời trang. Em và ba có chút mâu thuẫn nhỏ nên dọn ra ngoài ở. Trời, không tin nổi luôn đấy. Tiểu thư lại đến công ty ta làm nhân viên. Này, thế tập đoàn của nhà cô tên gì thế? Câu hỏi đấy vừa dứt, Lâm bỗng đứng dậy rời đi. Nhã thấy vậy cũng vội đứng lên. Xin lỗi, em sẽ nói với mọi người sau. Nói rồi cô cũng chạy theo anh, đi đến hành lang liền gọi. Lâm. Anh nghe vậy cũng dừng bước lại. Nhã liền đi lên phía trước vội vàng nói. Lâm, anh giận vì em không nói cho anh biết sao? Nhã, em còn giấu tôi những gì nữa? Thật ra em cũng định nói với anh chuyện này, không nghĩ mọi chuyện lại nhanh như vậy. Không nghĩ. Nói hai chữ đấy Lâm khẽ cười nhạt rồi tiếp lời. Với những thứ em thấy không quan trọng nên cũng đều không nghĩ đến, ngay cả tôi cũng nằm trong số đó. Lâm. Được rồi, tôi đâu có để tâm đến thân phận của em, nếu chỉ để giải thích về nó thì không cần đâu. Nói xong câu đấy, Lâm cũng quay người rời đi. Thái độ của anh mỗi lúc càng hời hợt với cô, khiến Nhã thật sự cảm thấy rất đau lòng. Buổi tối đấy, cuộc thi tài năng của cán bộ nhân viên Glavin vẫn được diễn ra trong một sân khấu ngoài trời hoành tráng. Những tiết mục sôi động và náo nhiệt lần lượt trình diễn cho đến khi vị MC đọc tên. Tiếp theo là tiết mục múa đương đại của nhân viên chiến lược marketing Dương Tuệ Nhã. Nghe đến cái tên đấy, mọi người khá mong chờ mà vỗ tay rầm rộ. Cây chàng lúc này khẽ ghé mặt sang một người bên cạnh hỏi nhỏ. Đã làm chưa? Chị yên tâm, cứ chờ lát nữa sẽ thấy trò vui. À ta nghe thế khẽ mỉm cười, rồi hướng mắt lên phía sân khấu. Trên sân khấu chỉ còn lại ánh đèn duy nhất rọi thẳng vào trung tâm. Dáng người mảnh mai trong chiếc váy màu trắng thướt tha. Đôi chân trần từng bước đi lại phía điểm sáng. Cả gương mặt xinh đẹp lộ rõ qua lớp trang điểm nhạt. Mái tóc đánh rối búi cao lên, chỉ vô tình buông lơi vài sợi, càng tô lên sự dịu dàng thuần khiết của người con gái. Bên dưới sân khấu, mọi người thơ thẩn nhìn, Lâm vẫn ngồi ở vị trí chính giữa, khoảng cách gần nhất, hướng đôi mắt lãnh cảm, nhìn đến người con gái ngay trước mặt. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, đôi tay mềm mại theo từng giai điệu nhẹ nhàng chuyển động, bàn chân như người anh em thân thiết cũng hòa vào di chuyển từng bước. Bài múa hôm nay khác hẳn bài mà cô đã tập trước đó. Giai điệu buồn man mác lại thêm những thao tác uyển chuyển một cách chậm rãi, khiến người xem như bị cuốn vào một nỗi tâm sự trũng lòng. Lâm vẫn ở vị trí đấy dõi mắt theo từng đường chuyển của cô, một giây vẫn chưa hề rời khỏi. Nhưng tâm tư của người đàn ông này lại trở nên phức tạp không đơn thuần. Nhã ở trên sân khấu đã hòa mình vào bản nhạc, nhưng ánh mắt đã dần đỏ hoe. Chỉ duy nhất nhìn vào một người ngồi ở dưới đấy, cảm giác nghẹt thở bởi cái lạnh nhạt của anh, hay là do giai điệu buồn khiến sống mũi cô cay xè, rất khó để ai đó ở dưới thấy được gương mặt người con gái ấy, đã vô thức để rơi ra một giọt pha lê trong suốt, chảy trượt dài xuống. Khi bài múa đang dần đi vào điệp khúc, những động tác dứt khoát và phức tạp hơn, bất chợt chỉ một cái phất tay, dây váy bỗng nhiên bị đứt ra, khiến Nhã sững người lại. Mọi người bên dưới ổ lên, cô chỉ kịp túm lấy thân váy của mình để giữ lại. Mà Lâm lúc này đã liền bật dậy bước lên, nhưng đã trước anh một bước, bóng người lao vội lên sân khấu khoác cho cô một chiếc áo che lại. Hành động khiến Nhã ngỡ ngàng nhìn. Hoàng! Lâm đứng ở đấy nhìn hai con người ở trên sân khấu mà lòng bàn tay siết chặt lại. Ánh mắt phải nhìn rất kỹ mới thấy sự biến động nhỏ. Gương mặt vẫn không một chút cảm xúc, nhưng nội tâm lại sôi sục lên như chảo dầu trên ngọn lửa. Chống ngực cảm tưởng bị một tảng đá đè nặng xuống. Trái tim anh co bóp lại đến nghẹt thở. Bàn tay anh buông lỏng ra rồi lặng lẽ quay người rời đi. Mà Nhã ở trên sân khấu lúc này vội quay mặt nhìn xuống. Thứ cô thấy được chỉ còn lại là bóng lưng đang chen vào đám đông bên dưới, rồi dần trở nên xa dần. Tâm can bỗng chốc đau nhói như kim châm vào từng đoạn da thịt. Hoàng đỡ cô đi về phòng. Đến trước cửa cô cởi áo trả lại cho anh ta rồi gượng gạo mà nói. Cảm ơn anh. Nói xong câu đó, chẳng đợi Hoàng có hồi đáp, Nhã đã mở cửa bước vào trong rồi đóng lại. Cô mệt mỏi đi về phía chiếc giường ngồi phịch xuống. Bàn tay vẫn đang túm chặt thân váy che trước ngực mình. Cảm nhận được một cơn đau đang chạy dọc khắp tế bào ngấm vào xương tủy.
Rồi bất chợt cô bật khóc thành tiếng, nước mắt như mưa rơi lã chã xuống. Đau vì bài thi còn dang dở hay là vì trái tim đã nguội lạnh của người đàn ông? Sáng ngày hôm sau, Nhã tỉnh dậy trong trạng thái khá mệt mỏi. Có lẽ vì đêm qua cô đã gần như mất ngủ. Nhã bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Bất chợt lúc này một cơn buồn nôn kéo đến, khiến sắc mặt cô xanh xao, vội chạy lại bồn vệ sinh mà cúi người xuống nôn ọe. Những âm thanh liên tục phát ra trong đấy, khiến chị Thanh cũng có phần lo lắng đi vào. Nhã, không sao chứ? Cô thở dốc rồi đi lại bồn rửa mặt súc miệng mà xua tay lắc đầu. Em thấy có chút mệt mỏi và hơi buồn nôn, chắc do hôm qua ăn gì đó linh tinh. Hôm nay mọi người rủ nhau leo núi, mà mệt quá thì nghỉ lại phòng đi. Quả thực trong người cô có chút uể oải và nôn nao, nên khẽ gật đầu một cái rồi trở ra ngoài. Đi lại phía giường mình nằm xuống muốn ngủ thêm một lúc. Chị Thanh cùng mấy người trong phòng sở soạn xong cũng đi ra ngoài cùng với mọi người trong công ty đi leo núi. Nhã nằm ở trong phòng được một lúc lại cảm thấy bức bối nên dậy đi ra ngoài hít thở một chút. Vừa bước ra đến ngoài hành lang liền bắt gặp Lâm đang đi cùng với Trang. Cô bỗng sững người lại mà ả ta thấy thế được đà khoác tay anh ra vẻ đắc ý nhìn cô nói. Nhã không đi leo núi cùng với mọi người à? Cô nghe vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào anh, mà Lâm lúc này cũng hướng về phía Nhã. Vẻ mặt vẫn không một chút cảm xúc, nhưng trong cái đáy mắt lạnh nhạt ấy là một nỗi niềm khó nói. Lâm nhận ra sắc mặt cô có phần không tốt. Anh vốn định lên tiếng nói gì đó, nhưng Nhã lúc này lại nhìn sang Trang cười nhạt. Tôi mệt nên dậy trễ, giờ cũng chuẩn bị đi đây. Trời, giờ mọi người đi được một đoạn rồi, cô cố mà đuổi cho kịp nha. Tôi và Lâm không hứng thú lắm, nên ở lại đi dạo cho khỏe. Vậy không làm phiền hai người nữa. Nói rồi Nhã quay lại phòng mình. Cảm giác bức bối khiến cô muốn phát hỏa mà đóng cửa mạnh một cái. Lâm thấy vậy định đi theo, nhưng lúc này Trang lại kéo anh đi. Lâm, chúng ta lại đây đi. Vừa nói là ả cũng vừa lôi anh đi, mà Lâm còn khẽ ngoái mặt lại nhìn về phía phòng của cô. Bàn tay siết chặt cố nén xuống cơn giận. Nhã ở trong phòng thay đổi xong liền trở ra ngoài. Bọn họ đã sớm đi khỏi đây rồi. Nhã cố gạt phăng đi tâm tư nặng trĩu của mình rồi rời khỏi resort. Ngọn núi ở đây cô cũng đã từng leo vài lần rồi. Đường đi khá thạo nên cũng không quá dè chừng mà cứ thẳng đường đi. Thế nhưng cô cứ vô tư như vậy mà chẳng hề biết ngay khi cô vừa ra khỏi resort đã có một ánh mắt hướng đến rồi theo sau. Ở lại resort lúc này ả Trang cứ đeo bám Lâm như một chăn chúa quấn lấy con mồi vậy đấy. Thái độ của cô ta quả thực khiến Lâm rất khó chịu. Anh lúc này gạt tay cô ra khỏi người mình, hành động khiến Trang có ngớ người. Lâm sau đấy lại nén xuống cảm xúc của mình rồi nhìn sang ả nói. Trang, tôi có nghe nói dạo gần đây, cô còn có qua lại với vài tên giang hồ phải không? Ả vừa nghe thế sắc mặt liền chột dạ. Anh nghe ở đâu thế? Em làm sao lại đi giao du với bọn nó? Không phải sao? Tôi thực ra cũng chỉ muốn tốt cho cô và Glavin thôi. Trong thời gian cô đang làm người đại diện nhãn hàng của tôi thì đừng nên vướng vào scandal nào. À cười một cách gượng gạo. Anh nói gì vậy? Đời tư của em luôn trong sạch, không bao giờ có scandal gì đâu. Tôi thấy hôm ra mắt bộ sưu tập có nhìn thấy cô ở dưới nói chuyện với một người đàn ông che mặt. Bạn trai cô sao? À vừa nghe thế liền vội xua tay. Không phải đâu, anh đừng hiểu lầm. Đó chỉ là tên thợ sửa điện cho nhà em thôi. Hôm đấy hắn đến lấy tiền sửa chữa. Vậy sao? Bảo sao thế anh ta còn đi vào khu dựng sân khấu làm gì đó. Chắc là cô cẩn thận nên nhờ anh ta kiểm tra đường điện đèn phải không? Tôi lại cứ nghĩ là bạn trai cô nên trước giờ vẫn luôn giữ giới hạn. Có nhiều chuyện muốn nói mà không nói được. Chàng nghe cái lời mập mờ đó mà trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Lâm, anh định nói gì với em sao? Anh ta không phải bạn trai gì của em đâu. Chẳng qua hôm đấy hắn đến lấy tiền nên em tiện bảo hắn vào xem mấy cái đèn treo sân khấu. Vì đấy là chuyên ngành của hắn thôi. Lâm nghe vậy khẽ cười. Bảo sao hôm đó sự cố lại xảy ra. Tôi vẫn đang thắc mắc với đội ekip cẩn thận như vậy. Tại sao lại để cho một chiếc đèn tuột dốc rơi xuống? Hóa ra là do cô bảo hắn làm sao? Trang sau khi nghe anh nói vậy, miệng bỗng nhiên cứng ngắc lại.
À lúc này mới chợt nhận ra khi nãy mình đã nói hớ. Trong lòng bắt đầu run sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Lâm, anh nói thế là sao? Anh lúc này nhìn sang ả, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh quét lên gương mặt đang run rẩy của ả. Tiến một bước, ả lùi một bước, cho đến khi lưng ả áp vào bức tường anh mới lạnh giọng nói. Thật ra tôi không hề thấy cô và hắn nói chuyện. Trong camera ngày hôm đó, hắn xuất hiện lảng vảng quanh khu vực tổ chức buổi lễ. Nhưng dưới ống kính không thấy được hắn đã liên kết với ai để được vào trong đây. Tôi đánh cược với phán đoán của mình nên mới hỏi cô như vậy. Không ngờ hóa ra đúng là cô thật. Trang mặt xanh tái mét, cả người run lên. Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Lâm mà lắp bắp nói. Lâm, anh hiểu lầm rồi. Sự cố hôm đó không liên quan đến em. Chẳng phải cô vừa thừa nhận sao? Cô nghĩ tôi không tìm ra được tên đấy để đối chứng sao? Ả ta nuốt nước miếng xuống. Cả người rét run, bất giác á khẩu không biết bao biện như thế nào. Lúc này Lâm bất chợt đưa tay lên siết cổ ả, ánh mắt trở nên hung dữ hơn. Đèn sân khấu rơi là do cô sắp đặt. Ngay cả người theo dõi cô ấy đến tận chung cư cũng là do cô thuê phải không? Cả chuyện vừa rồi, tôi đã xem camera của resort. Sau khi Nhã đến phòng của tên đấy thì bị ngất đi. Đã có một người phụ nữ xuất hiện đi vào trong phòng. Dù không thấy rõ mặt nhưng tôi biết được vào chiều hôm đó, cô đã đi đến phòng giặt của resort. Làm gì ở đấy thì tôi không biết. Nhưng cô không hề giặt đồ gì ở đó. Sau đấy thì nhân viên dọn phòng phát hiện chiếc áo của hắn ta bị loang màu. Và đã tìm đến Nhã để nhờ giúp đỡ. Kế hoạch của cô hoàn hảo như vậy vẫn là rất ngu ngốc. Khi tự mình xuất hiện trước mặt tên đấy để bỏ thuốc hắn. Hắn nói mặc dù không nhớ rõ được mặt cô. Nhưng lúc đỡ Nhã vào trong phòng hắn nhớ được mặt đồng hồ trên tay của cô. Là của hãng Mido mới ra được vài ngày nay. Nói rồi, anh liền siết lấy tay ả giơ lên. Sau tối hôm xảy ra chuyện, Hoàng đã đến để nói chuyện với Lâm. Cũng vừa lúc bắt gặp Lâm đang điều tra người đứng sau, nên Hoàng đã nói những gì mình nhớ được cho anh. Suy cùng, hai người đàn ông cũng chỉ muốn tìm ra kẻ muốn hại Nhã. Vậy nên theo như dữ liệu mà người của anh gửi đến cho, Lâm quyết định diễn một màn ra vẻ tuyệt tình với cô, để ả nới lỏng phòng bị mà sa vào lưới. Trang lúc này cổ họng bị chặn khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. À mặt mày nhăn nhó gắng gượng nói. Lâm, thật sự chuyện đấy không liên quan đến em. Em thừa nhận sự cố hôm sân khấu là chỉ muốn dằn mặt Nhã. Nhưng còn chuyện cho người theo dõi Nhã hay cả sự việc vừa rồi. Em thật sự không biết. Chiều hôm đó em quả thật có đến phòng giặt. Nhưng lúc đó chỉ là muốn xem chiếc váy của Nhã sẽ mặc vào buổi thi hôm qua thôi. Nghe nói cô ấy đem giặt lại nên mới đến xem. Còn nếu như vì chiếc đồng hồ này, nếu anh đã xem camera, thì sẽ biết khoảng thời gian đó người xuất hiện là lúc mấy giờ. Trong điện thoại của em buổi chiều hôm đấy có chụp ảnh cùng với mấy người trong công ty. Lúc đó em không hề đeo đồng hồ và cũng không thể có mặt trong phòng của anh ta được. Anh không tin có thể xem ảnh trong điện thoại của em. Lâm nghe thế khẽ nhíu mày, không lẽ phán đoán của anh lại sai. Bàn tay anh nới lỏng cổ ả ra, Trang lúc này bắt được không khí, liền thở gấp rồi lấy điện thoại ra. Bật album ảnh lên cho Lâm xem. Quả thực giờ chụp ảnh trùng với thời gian mà người phụ nữ giấu mặt kia xuất hiện ở phòng của Hoàng. Trong ảnh đúng thật là Trang không hề đeo chiếc đồng hồ ấy. Lâm bất chợt cảm thấy lo lắng. Vậy không lẽ còn một người khác nữa sao? Trang thấy Lâm vẫn còn vẻ nghi hoặc liền vội nói tiếp. Lâm, thật sự mấy chuyện này không liên quan đến em. Anh nhất định phải tin em. Vậy cô đến phòng giặt xem trang phục của cô ấy làm gì? Em thật sự, em chỉ muốn cô ta bẽ mặt một chút thôi. Nói vậy sự cố trang phục tối qua là do cô làm. À nghe thế lại sợ hãi. Lâm, em thực sự chỉ muốn dọa cô ta thôi. Lâm cảm thấy mọi chuyện có gì đó rất khó hiểu. Vừa lúc đấy chuông điện thoại của anh vang lên. Anh vội lấy ra rồi bắt máy. Có chuyện gì? Tôi điều tra được rồi. Tên xuất hiện ở Glavin trong buổi ra mắt bộ sưu tập tên là Bảo Quốc. Hắn ta sau hôm đó nhận tiền đã đến sới bạc đập hết vào đấy. Không những không sinh lời mà còn nợ thêm một khoản tiền nên đã bị chủ sới ở đó cho người giữ lại rồi. Thế nên hắn và tên xuất hiện ở chung cư là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi tra ra được theo camera của nhà dân gần đấy. Sau khi hắn bỏ chạy khỏi chung cư đã lái một chiếc xe mô tô mang biển giả 4953. Lâm nghe đến đấy khẽ nhíu mày. 4953? Cái biển số xe này hình như anh đã gặp ở đâu rồi. Lâm suy tư một hồi. Mới sực nhớ ra.
Hôm trên đường xuất phát đến resort, chiếc xe ấy đã táng vào đầu xe anh rồi bỏ chạy. Thông thường người ta thấy rất sợ con số 4953 đen đủi này, thế nên Lâm khi đó cũng cảm thấy nực cười bởi số xe của hắn. Nghĩ đến đây, Lâm chợt trở nên sửng sốt. Nếu thế không lẽ hắn đã theo cả Nhã đi đến tận đây rồi? Nói vậy chẳng phải bây giờ cô đang gặp nguy hiểm sao? Lâm trừng mắt nhìn sang Trang gằn giọng lên. Tội của cô cũng không dễ dàng tôi cho qua đâu, cố mà tận hưởng nốt đi. Nói xong câu đấy, Lâm cũng liền chạy vội đi. Anh đến phòng cô mở cửa nhưng không thấy ai. Chạy thẳng ra khỏi resort, vừa lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng tiếng chuông khi đó lại réo lên ở trong phòng nghỉ mà không ai bắt máy. Nhã lúc này đã đi sâu vào trong rừng bắt đầu leo dốc núi. Khi đấy có tiếng động sột soạt ở phía sau. Cô theo phản xạ quay người nhìn lại, chỉ là một cơn gió thổi lùa những lùm cây đang rung lên. Đâu đó trong khoảng không gian vắng lặng có thoang thoảng nghe được tiếng nói chuyện của mấy người đồng nghiệp. Nhã đứng từ bên dưới khẽ ngước mặt nhìn lên phía trên đỉnh cao kia, mà hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Cố lên Nhã. Cô tự động viên mình, sau đấy tiến về phía trước, theo lối đường mòn mà đi lên. Cho đến khi được một đoạn, Nhã dường như có linh cảm ai đấy đang theo sau mình. Cô vội ngoái lại nhìn, nhưng ngoài cây cối ra thì không thấy có điều gì khác lạ. Giác quan của cô liền phán đoán được sự không an toàn. Nhã cố gắng đi nhanh hơn để đuổi kịp với đoàn. Nhưng cô nhanh một bước, kẻ bí ẩn kia cũng tăng tốc một bước. Cho đến khi đi được giữa lưng chừng núi, tiếng bước chân rõ hơn, Nhã đã khẳng định có một người đang theo sau mình. Cô bắt đầu kinh sợ không dám ngoái lại nhìn, bất chợt sẽ hướng chạy thẳng vào khu rừng. Kẻ bí ẩn kia cũng vội vàng đuổi theo sau. Bọn họ chạy qua những thân cây cao vút, không còn định phương hướng nữa, lối nào đi được là cô sẽ lối đó. Nhã vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, vẫn là một gã đàn ông đội mũ che mặt, bịt khẩu trang kín mít. Mặc dù cô không nhìn được mặt hắn ta, nhưng Nhã nhận ra được hắn là tên đã muốn giết cô ở chung cư. Nghĩ đến đó, Nhã càng trở nên sợ hãi. Cô vội vàng sờ soạng trong túi mình để tìm điện thoại, mới phát hiện là đã quên mang theo, không còn cách nào khác. Nhã liền hét lên. Có ai không? Mau giúp tôi với. Tên kia nghe cô la lớn, hắn liền tăng tốc chạy nhanh đến. Chẳng mấy chốc đã túm được tóc cô giật ngược lại rồi tát cô một cái đau điếng, khiến Nhã say sờ mặt mày. Không đợi cô kịp ổn định, hắn lại lao đến đấm mạnh vào bụng cô khiến Nhã ngã xuống đất. Một cơn đau thắt kéo đến, Nhã ôm lấy bụng mình cố gắng gượng đứng dậy mà bỏ chạy tiếp. Thấy cô cũng không còn sức nữa, tên đấy cũng dùng thái độ nhàn nhã đuổi theo. Cho đến khi cô chạy đến một vách đá, đôi chân kịp thời khựng lại, cả người chao đảo suýt ngã xuống nhưng vẫn kịp giữ lại được thăng bằng. Nhã thở dốc nhìn xuống vách núi cao kia mà sợ hãi, sau đó vội quay người nhìn lại. Kẻ giấu mặt kia đã xuất hiện ngay sau lưng cô, khiến Nhã giật mình thét lên. Á! Âm thanh ấy vừa phát ra, hắn đã một tay đẩy cô, cả cơ thể không điểm bám víu, cứ thế ngã xuống vách núi, lăn lộn nhiều vòng trên những viên đá lô nhô, sau đấy đập mạnh đầu vào một gốc cây rồi mới dừng lại. Cơn đau từ bụng lúc này kéo đến quặn thắt, Nhã co rúm người lại, vòng tay ôm lấy bụng mình, cô cúi nhìn xuống, cảm nhận được một thứ chất lỏng đang chảy ra ướt quần mà kinh hãi. Máu, máu, sao lại chảy máu? Cơn đau mỗi lúc một dữ dội, cả người cô dần lạnh toát mà run lên. Nhã thu người lại như một con chim, sắc mặt tái nhợt đi, hơi thở trở nên yếu ớt. Đôi mắt dường như muốn nhắm lại, cô ôm chặt bụng mình mà mệt mỏi nói. Lâm. Chỉ một từ đấy đã rút cạn sức lực của cô. Nhã sau đó nhắm mắt lại rơi vào trạng thái mê man. Bóng đen ở trên vách đá kia nhìn thấy vậy, rồi lặng lẽ quay đi. Lúc này Lâm đã đi đến chân núi, anh vẫn liên tục bấm điện thoại gọi cho cô nhưng không hề có người nhấc máy. Lâm vội vàng gọi cho một người trong đoàn. Mấy người đang ở đâu? Chúng tôi đã leo gần đến đỉnh rồi. Nhã có đi cùng không? Không, nghe nói là cô ấy mệt nên nghỉ lại phòng. Lâm siết chặt chiếc điện thoại trong tay rồi gằn lên. Chia nhau ra tìm cô ấy, nhanh lên. Sau câu đó Lâm tắt máy, anh bắt đầu theo đường mòn leo lên. Ánh mắt liên tục ráo rác nhìn quanh mà gọi lớn. Nhã. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của núi rừng khiến Lâm càng thêm sốt ruột. Thời gian cứ thế qua đi,
mọi người trong đoàn cũng chia nhau ra tìm. Cái tên của cô không biết đã vang lên bao nhiêu lần nhưng vẫn không hề có kết quả. Lúc này một người đi lại phía anh nói, giám đốc, hay là cô ấy đi đâu rồi, chứ tìm cả buổi đều không thấy, chúng ta cứ về resort xem sao đã. Mọi người nghe vậy cũng đồng ý. Phải đấy, giờ cứ tìm như vậy cũng không được gì, khả năng Nhã đi đâu đó thôi, chứ đoàn đông người như vậy cũng chia nhau ra rồi đâu thấy một chút động tĩnh nào đâu. Quả thực Lâm cũng đã đi khá lâu rồi, nhưng một thứ liên quan đến cô cũng không thấy. Không lẽ cô không leo núi thật sao? Nếu vậy thì cô ở đâu? Được rồi, mọi người trở về đi. Nghe thế mọi người cũng kéo nhau xuống núi. Lâm còn nhìn quanh một lượt rồi mới quay đi. Nhưng bất chợt lúc đấy, ánh mắt anh bỗng dừng lại ở một dấu vết dưới đất. Lâm khẽ nhíu mày nhìn xuống. Mặc dù không rõ nhưng vẫn nhìn ra được dấu vết của năm ngón tay. Quanh đây dấu chân rất nhiều, có thể do người trong đoàn đi qua. Nhưng vết bàn tay này thật kỳ lạ. Trong đầu Lâm bắt đầu suy diễn. Anh có linh cảm cô đã ở đây và đang gặp chuyện rồi. Lâm theo hướng bàn tay đó lại tiếp tục chạy đi tìm kiếm. Nhã. Trời khi đấy bỗng nhiên chợt âm u, mây đen kéo đến từ phía đông. Chẳng mấy chốc đã trút xuống một cơn mưa rào. Nước qua những tán cây dội xuống thân ảnh cường tráng của người đàn ông. Vài giây ngắn ngủi đã làm ướt sũng. Mưa đổ xuống làm trôi đi mọi dấu vết. Tiếng rào rào khiến đầu óc anh muốn nổ tung. Ánh mắt xuất hiện những tia lo lắng cực độ, liên tục nhìn khắp bốn phía. Sự trống vắng ở đây bào mòn tâm tư, khiến người đàn ông này cảm thấy tuyệt vọng. Nhã, em ở đâu? Mưa càng mỗi lúc một lớn hơn, đường lầy lội và trơn trượt, khiến việc đi lại cũng càng thêm khó khăn. Anh không biết đã dầm mưa trong bao lâu, hiện tại còn không thể nào xác định được phương hướng nữa. Cái âm thanh của đất trời rầm rộ ở bên tai khiến Lâm càng thêm bức bối. Anh tức giận đá chân vào một thân cây ở đó, cảm giác bất lực ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu mình. Thật sự không lường trước được phán đoán của anh lại sai, kẻ muốn hại cô lại không phải chỉ mình Trang. Người của anh nói tên Mạnh sau khi bị anh cho nghỉ việc thì cũng đã sang một công ty khác để làm. Hắn ngoài việc có biết sơ qua sẵn mối quan hệ khách hàng của Glavin nên đã tranh thủ đấu mối cho chỗ làm mới thì không hề có động thái nào khác. Có thể đi với đoàn nhân viên của công ty, lại lấy được đồng hồ của Trang để hướng mọi người nghi ngờ sang ả. Rốt cuộc là ai lại muốn hại cô? Sự lo lắng và sốt ruột khiến Lâm hoàn toàn không còn đủ lý trí để suy nghĩ nữa. Lại nhớ đến cảnh tượng cô bị truy sát ở chung cư khiến anh thêm sợ hãi. Lâm gượng đứng dậy. Đáng ra anh không nên để cô đi một mình như vậy, khi mà còn chưa tìm được kẻ đang rình rập cô mỗi ngày. Anh sai rồi. Lâm lại tiếp tục chạy tiến sâu vào hơn. Mưa to cỡ nào cũng không đẩy lùi được bước chân người đàn ông ấy. Cho đến khi anh bất chợt phát hiện phía trước mặt là một vực sâu. Linh tính bất giác cảm thấy chẳng lành, liền vội chạy tới đó. Ánh mắt ngay sau đấy trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy cô đang nằm im lặng ở dưới đấy. Mưa trút mạnh xuống, dáng người nhỏ bé đã lấm lem bùn đất mà liền gọi lớn. Nhã! Âm thanh vừa dứt, Lâm cũng không chần chừ gì, liền trượt người theo đường dốc đó mà xuống. Vết thương cũ trên lưng anh sau đợt xảy ra sự cố ở nhà bà ngoại cô cũng mới gọi là đang lành lại, thì lúc này một sự va quẹt nhẹ thôi cũng làm nó há miệng ra mà rỉ máu. Nhưng kỳ lạ là người đàn ông này chẳng hề cảm nhận được cơn đau đấy. Anh vội vàng lao đến đỡ lấy cô mà lay mạnh. Nhã! Nhã! Mưa trút xuống cuốn trôi đi mọi thứ. Qua cái dòng nước đục ngầu ấy, anh vẫn thấy được thứ chất lỏng màu đỏ đã loang ra rồi theo dòng chảy đi. Lâm sợ hãi ôm chặt lấy cô vào lòng, ánh mắt băng giá thường ngày bỗng trở nên yếu đuối và đáng thương như một đứa trẻ lo mất mẹ vậy. Nhã, cố gắng lên, tôi nhất định đưa em ra khỏi đây. Nói rồi Lâm lại hướng mắt nhìn lên phía vách đá kia. Để leo được lên đấy trong thời tiết như thế này là rất khó. Quay lại nhìn về phía khu rừng trước mặt, mọi thứ cứ sâu hùn hút không biết đâu mới là lối ra. Anh siết chặt cô vào lòng, rồi quyết định tìm cách để leo lên lại phía trên kia. Nhưng khi Lâm vừa định đứng dậy thì bàn tay cô run rẩy túm lấy tay áo anh. Giọng nói mỏng manh vang lên bên tai. Lâm! Anh vừa nghe thế liền vội nhìn xuống cô. Nhã, em cố gắng một chút, tôi sẽ tìm cách để ra khỏi đây. Bờ môi cánh đào giờ chỉ còn lại một mảnh tái nhợt. Cả người cô không ngừng run lên mà lạnh ngắt.
Đôi hàng mi chậm rãi hé mở ra nhìn anh mà gắng gượng nói. Lâm, hình như em có thai rồi. Câu nói ấy của cô khiến Lâm sững sờ. Những hạt mưa nặng trĩu vẫn trút xuống bờ vai rộng lớn ấy, như một sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên. Khi anh còn chưa kịp phải nên có cảm xúc như thế nào, thì Nhã lại khó nhọc nói. Nhưng hình như cái thai cũng bị mất rồi. Mặc dù đã được anh ôm lấy che chắn, nhưng những hạt mưa kia vẫn điên cuồng rơi rớt xuống gương mặt thiếu sắc của cô. Không còn nhìn ra đâu là nước mắt nữa. Chỉ thấy đôi đồng tử bỗng vô hồn thiếu sức sống đang tỏ hoe lên. Dáng vẻ ấy dày vò tâm tư anh một cách khủng khiếp. Vòng tay Lâm ôm chặt lấy cô. Có phải là cơ thể cô lạnh ngắt khiến anh run lên? Hay là người đàn ông ấy đang cố kìm nén cảm xúc của mình để nuốt ngược nước mắt vào trong? Anh nâng đầu cô lên, áp chặt gương mặt mình vào bờ má cô. Ánh mắt đã sớm đỏ hoe mà nói. Tôi xin lỗi vì đã để em một mình. Bàn tay cô khi ấy run run đưa lên chạm vào một bên gương mặt của anh. Sự lạnh buốt từ những ngón tay len qua lớp da thịt mỏng, rồi ngấm sâu vào bên trong, khiến trái tim anh co thắt lại. Cảm giác hơi thở của cô đã yếu đi rất nhiều rồi. Lâm, đừng giận em, mất con rồi. Nếu mất anh nữa, em phải làm sao đây? Những chữ cuối cùng cướp đi hết sức lực đang gắng gượng của cô. Bàn tay dần dần trượt xuống mà buông thõng. Lâm nhận ra được sự kỳ lạ ấy, anh vội nhìn xuống gương mặt cô. Đôi mắt ấy đã nhắm chặt khiến anh kích động. Nhã, Nhã. Cô không còn bất cứ phản ứng nào. Anh vội vàng áp mặt lại gần cảm nhận. Sự sống của cô chỉ còn lại một sợi chỉ mỏng manh trước gió. Chẳng có thời gian để cho anh than khóc kêu trời đất nữa. Lâm vội đặt cô xuống. Anh cởi chiếc áo của mình ra, sau đấy đỡ cô lên lưng của anh. Dùng nó buộc thân cô lại với thân anh để giữ chặt. Lâm để hai tay cô đặt lên vai mình rồi kéo ra trước. Sau đó tháo chiếc thắt lưng của mình mà quấn lấy hai cổ tay cô lại. Cảm giác đã có sự chắc chắn. Lâm mới đứng dậy tiến lại phía vách núi kia. Cố gắng tìm những viên đá làm điểm bám rồi leo lên. Đường mưa trơn trượt lại thêm sức nặng ở trên lưng. Khiến việc leo lên của anh bị cản trở. Cứ được một đoạn thì lại bị trượt xuống. Cả gương mặt đã ướt nhẹp của cô cứ gục trên vai anh mà nghiêng ngả. Lâm khẽ nhìn sang, dáng vẻ của cô lại càng khiến anh muốn phát điên lên. Bàn tay anh gồng đến mức ngân xanh nổi cuồn cuộn, bấu chặt vào những tảng đá, lớp đất, dường như tất cả những sức lực đã dồn hết vào nó từng chút leo lên. Những đầu ngón tay vì cào cấu quá nhiều mà đã chảy sức tứa máu, xương đốt mỗi một lần cố bám trụ vào tảng đá nào là chống đỡ như muốn vỡ vụn ra. Ông trời vẫn chẳng thương tình cho hai con người nhỏ bé này, mưa vẫn trút xuống rầm rộ không thường xót. Chẳng biết người đàn ông ấy đã phải gồng gánh trong bao lâu. Chỉ khi đôi bàn tay của anh đã sưng rộp lấm bùn đất bám vào bờ vách ở trên cao, khoảng cách chỉ một chút nữa thôi là có thể lên được rồi. Bất chợt trượt một bên chân, cả người lại bị trôi xuống. Lâm nhanh chóng cố túm vào một chỏm đá để giữ lại. Gương mặt đã ướt nhẹp và tái nhợt vì thấm nước quá lâu. Lâm lại cắn chặt xuống môi mình, rồi dùng sức tiếp tục leo lên. Khi đàn ông đã một dạ nặng lòng với người phụ nữ của mình, mặc trời cao có sập xuống thì bờ vai ấy dù không so được với vạn dặm giang sơn, cũng sẽ vì cô mà chống đỡ. Sự kiên định của người đàn ông được nhìn thấy rõ, khi mà trước mặt họ là vô vàn lựa chọn, sau lưng là trái tim nữ nhân, nhưng họ vẫn chỉ thấy cả thế giới của chính mình là ở phía sau. Mà dù đau cũng không bao giờ bỏ lại. Nỗ lực nào rồi cũng sẽ được đền đáp. Cuối cùng anh cũng đã có thể bước lên khỏi vực sâu ấy. Lâm còn chẳng kịp cho mình lấy vài giây để nghỉ ngơi. Sau đó đã tiếp tục cõng cô chạy tiếp. Anh trở về resort, đi lại phía xe của mình. Mọi người ở bên trong nhìn thấy một cảnh tượng như vậy liền hốt hoảng chạy ra. Trời ơi, giám đốc Nhã bị sao vậy? Lâm lúc này tháo dây buộc để cô xuống. Chị Thanh vội vàng đỡ lấy rồi nói. Nhã chảy nhiều máu quá, cả người lạnh toát rồi. Lâm sau khi vứt hết những vướng víu khi nãy mà anh dùng để giữ chặt cô, sau đó liền mở cửa xe rồi đỡ lấy cô nằm vào phía ghế sau. Chị Thanh thấy vậy cũng định vào theo thì Lâm bất chợt lên tiếng. Không cần ai phải đi cùng cả. Cô ở lại thông báo với mọi người thu dọn để về sớm đi. Nói xong câu đấy anh cũng đóng cửa xe lại. Sau đó đi lên phía ghế lái ngồi vào rồi khởi động xe lao vút đi
trong màn mưa dày đặc. Mọi người đứng ở đây ngây ngốc nhìn theo không hiểu chuyện gì. Duy chỉ có một ánh mắt nổi lên những tia căm phẫn mà Hàn Học quay trở vào trong. Trên cung đường mưa giăng kín lối, con xe đắt tiền đen bóng ngược chiều mưa lao đi với vận tốc kinh hoàng, khiến tất cả các phương tiện khác cũng khiếp sợ nép gọn vào bên trong. Cả đoạn đường 50 km chỉ đi với khoảng 30 phút đồng hồ, đã đi đến thẳng bệnh viện của thành phố, mà không hề biết rằng biển số xe của anh đã bị bắn tốc độ bao nhiêu lần. Lâm dừng xe lại trong khoảng sân rộng lớn, sau đó bước xuống đi lại phía sau mở cửa bế cô ra mà chạy thẳng vào trong. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ ra đây. Anh điên cuồng quát lớn khiến mọi người đều tập trung hướng mắt về. Ngay sau đó một đội ngũ y bác sĩ chạy ra đẩy theo một chiếc giường lại. Mau đặt bệnh nhân lên đây, cô ấy bị sao vậy? Lâm vội vàng đặt cô nằm lên chiếc giường hơi thở gấp gáp nói. Cô ấy chắc bị sảy thai rồi, lại dầm mưa quá lâu. Nghe thế một bác sĩ trực tiếp chạm vào người cô để thăm khám. Ông đưa bàn tay kéo mi mắt cô lên xem xét rồi lại đo huyết áp. Đồng tử co giãn không có phản xạ, huyết áp 68/60, mạch yếu, có triệu chứng sốc giảm thể tích do mất máu, mau đẩy vào phòng cấp cứu. Sau câu đấy, y bác sĩ cũng vội vàng đẩy chiếc giường đi thẳng vào bên trong, đến căn phòng cấp cứu đẩy cửa vào mà Lâm tay còn giữ chặt lấy thành giường cô theo sau, nhưng bất chợt một y tá gạt tay anh ra rồi nói, người nhà đợi bên ngoài đi. Nói xong câu đó, cô y tá cũng đóng cửa phòng lại, còn không kịp để anh nhìn cô thêm một lần nữa. Lâm bất lực đứng đấy, cả người vẫn còn ướt nhẹp chưa khô. Tâm can như chê một chảo dầu nóng mà ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ. Khẽ cúi mặt nhìn xuống bàn tay nhem nhuốc dính máu của mình. Khi đấy một nữ y tá tiến lại phía anh dè chừng hỏi. Tôi thấy anh cũng bị thương rồi, có cần xử lý vết thương không? Anh nghe vậy nhưng cũng chẳng ngẩng mặt lên nhìn cô ta mà khẽ lắc đầu. Thấy thế cô ta lại đưa cho anh một chiếc áo của bệnh viện. Tôi nghĩ anh nên đi rửa qua một chút, thay đồ đi. Nếu không sẽ cảm lạnh, phải giữ sức khỏe của mình thì mới lo được cho vợ của anh. Lâm nghe thế mới nhìn lên cô ta. Một hồi sau đó cũng đưa tay cầm lấy chiếc áo đấy. Cô y tá sau đó cũng liền rời đi. Bàn tay còn dính bùn đất vừa cầm vào chiếc áo đã bẩn. Anh dù đã cố gắng chỉnh đốn cảm xúc của mình, nhưng tâm tư lại hoàn toàn không nằm ở đây. Lâm ngồi đấy chờ đợi trong sự bất lực của chính bản thân mình. Thời gian cứ thế trôi đi, dòng người vẫn đi qua đi lại trước mặt vội vã. Chẳng biết đã phải ngồi đấy trong bao lâu, chỉ khi cánh cửa mở ra, Lâm nghe tiếng động, liền vội đứng dậy đi lại. Vị bác sĩ khi nãy bước ra ngoài nói với anh. Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, thời gian này nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều. Lâm nghe thế mới thở phào một cái. Cảm ơn bác sĩ. Ông ấy gật đầu rồi định quay vào trong, nhưng sau đó Lâm bất chợt lên tiếng. Bác sĩ, có thể giúp tôi một chuyện không? Cậu nói đi. Việc cô ấy bị sảy thai có thể đừng ghi vào bệnh án được không? Tôi không muốn danh dự của cô ấy bị ảnh hưởng. Ông nghe vậy khẽ nhíu mày rồi lại nhìn anh một lượt từ trên xuống, xong thở dài. Được rồi, tôi hiểu. Nhưng nếu không muốn danh dự người phụ nữ của mình bị ảnh hưởng, vậy thì hãy cho cô ấy một danh phận xứng đáng. Nói rồi ông cũng quay người vào trong, mà Lâm đứng đấy tâm tình cũng trở nên phức tạp. Việc kết hôn quả thực trước giờ anh chưa nghĩ tới, nhưng có lẽ cũng đã đến lúc rồi. Một lúc sau đó, Nhã được đẩy ra ngoài với gương mặt nhợt nhạt thiếu sắc. Lâm vội vàng đi đến bên cạnh chiếc giường, nhìn cô vẫn còn mê man ngủ mà lại càng dằn vặt bản thân hơn. Nhã được đưa về phòng yêu cầu để nghỉ ngơi, sau khi y tá dặn dò những thứ cần thiết rồi rời đi. Lâm mới đi vào nhà vệ sinh để dội sạch những bùn đất trên người mình, rồi trở ra ngoài. Anh kéo chiếc ghế sát lại bên giường cô ngồi xuống, ân cần cầm lấy bàn tay cô nắm chặt lấy. Khi đó Nhã cũng vì vậy mà tỉnh lại, hơi thở vẫn còn yếu ớt gắng gượng nói. Lâm! Nghe thế anh liền vội sát lại gần cô. Nhã, em thấy sao rồi, có ổn không? Cô nhìn đến anh bằng một ánh mắt đượm buồn vô hồn mà khẽ lắc đầu. Không, đau lắm, chỗ nào cũng đau. Tay chân thì mỏi nhức, tâm can như tê cứng lại, ngực trái của em nữa, nó khó thở lắm. Anh nghe vậy mà lòng đau thắt lại, đôi mắt trở nên đỏ hoe. Đưa bàn tay cô lên thơm nhẹ, sau đó lại vuốt ve bờ má thiếu sắc của cô rồi nói. Nhã, tôi xin lỗi.
Một câu đấy của anh bỗng nhiên khiến khóe mắt cô chợt ướt. Tuyến lệ như bị chèn ép mà đua nhau chảy ra. Nhã mím chặt môi mình mà quay mặt nhìn lên phía trần nhà, cô khẽ lắc đầu. Nước mắt vẫn chảy xuống hai bên thấm ướt gối. Buổi sáng, em đã thấy trong người mình khó chịu, buồn nôn và rất mệt mỏi. Đáng lẽ em đã ở trong phòng nghỉ rồi. Nhưng lúc đó, thấy anh và Trang, trong lòng em bức bối khủng khiếp. Em đã ương bướng mặc kệ sức khỏe của mình mà đi leo núi. Nếu như em không ương bướng thì có lẽ đứa bé con của chúng ta. Nói đến đó, cô bỗng nhiên khóc nấc lên. Lâm thấy vậy liền vội ôm lấy cô vào lòng. Tâm can anh đang đau thắt lại. Sự thống khổ của cô cũng là nỗi dày vò khủng khiếp đối với anh. Nhã, là tại tôi. Xin em đừng tự tổn thương mình như vậy nữa. Có lẽ việc mất đi đứa bé khiến người con gái trở nên yếu lòng hơn. Cô ở trong vòng tay anh mà khóc nức nở. Lâm, em xin lỗi, em xin lỗi. Tất cả mọi chuyện đều do em. Nghe những lời như vậy, tim gan anh như ngàn mũi kim châm vào. Gương mặt cương nghị ấy đã không thể giấu nổi tâm tư của mình nữa. Giọt nước mắt chảy dài xuống. Anh khẽ nhắm mắt lại nói, đừng xin lỗi nữa. Mọi chuyện không phải do em. Có sai thì là do tôi sai. Trăm vạn ngàn lần cũng không nên bỏ mặc em như vậy. Nhã, tôi xin em đừng dằn vặt. Em càng như vậy tôi càng ân hận khủng khiếp. Nó biến tôi thành một kẻ đốn mạt hèn hạ, không cách nào sửa chữa được nữa. Sau câu nói ấy của anh, cô cũng chẳng nói gì nữa, nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng vang lên. Chỉ đến khi đã quá mệt, cô mới dần dịu xuống mà thiếp đi. Thấy người con gái trong lòng mình đã dịu xuống, anh mới từ từ đẩy cô ra. Gương mặt còn lấm lem nước nhưng vì mệt mà đã say giấc từ lúc nào. Lâm nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, cẩn thận kéo chăn lên cho cô, suy tư nhìn cô một hồi rất lâu rồi mới đứng dậy trở ra ngoài. Anh dặn dò nhân viên y tá để ý đến cô, sau đó mới lái xe ra thẳng về nhà. Anh đi vào phòng tắm, xả nước dội sạch những bụi bẩn trên người mình. Hình ảnh cô nằm dưới trời mưa trên vũng máu ấy cứ ám ảnh trong tiềm thức của anh. Cả người sôi sục lên một ngọn lửa giận dữ. Lâm khóa nước lại, với lấy chiếc khăn quấn quanh thân dưới của mình rồi trở ra. Anh đi lại lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó rồi nói, tôi cần điều tra tên đấy, bằng mọi giá phải tìm được hắn. Cậu Lâm, ông chủ đã bắt đầu để ý hành động của tôi rồi. Không lâu nữa đâu, vài ngày thôi ông ấy sẽ bay sang gặp cậu. Cứ làm đi, mọi chuyện tôi sẽ chịu. Tôi đã chuẩn bị cho vợ con anh một căn nhà và khoản tiền đủ để sống an nhàn không vất vả ở Việt Nam rồi. Sau chuyện này tôi hứa sẽ giúp anh rời khỏi tổ chức. Cậu Lâm, cảm ơn cậu. Nói rồi Lâm cũng tắt máy, sau đó khẽ nhắm mắt lại. Những hồi ức ngày còn ở bên anh chưa bao giờ khiến Lâm quên đi được. Trong phút chốc nghe tin ông ấy sắp sang Việt Nam, bất giác anh lại có một nỗi lo sợ trỗi dậy. Tối đấy ở bệnh viện, nghe tin con gái gặp chuyện, ông bà Long Nguyệt vội vàng đến. Người phụ nữ ăn mặc quý phái ngồi bên cạnh giường bệnh mếu máo nhìn cô một lượt. Trời ơi, mới có bao lâu đâu mà người ngợm nó thành ra như thế này rồi đấy. Ông xem đi, làm ba nó mà để con gái nó như vậy đây. Nhà có mỗi một đứa, cả ngày ép nó lấy chồng, nó không chịu thì bắt nó bỏ nhà đi. Không hỏi han đến luôn, làm ba cái kiểu gì thế. Ông Long lần đầu tiên bị vợ nói sơi sơi vào mặt mà không dám lớn tiếng lại. Gương mặt có vẻ day dứt mà nói, thì không phải tại con Nhã nó ương bướng như bà sao? Nói cái là bỏ đi liền, còn cương quyết không nhận trợ cấp của mẹ nó nữa mà. Nhã nghe thế nhìn sang ông. Là ai ra điều kiện vậy à? Cả tháng nay ba cũng không hỏi xem con thế nào, còn đang nghĩ không biết con có phải con riêng của mẹ hay không. Ấy, sao lại nói thế? Ba là ba của con mà. Thôi được rồi, giờ không xem mắt không lấy chồng nữa, cứ ở vậy ba nuôi. Chưa thấy mày nhắc đến lấy chồng khổ quá, thôi thì về nhà với ba mẹ đi. Cô nhìn ông như vậy khẽ mỉm cười. Vậy ba chấp nhận thua chưa? Rồi, ba thua, mày là nhất. Cô nghe thế giang vòng tay ra rồi vẻ nũng nịu. Ba, cảm ơn ba, cho ôm một cái đi. Ông thấy vậy cũng ôm lấy cô vào lòng rồi vỗ về lên bờ vai nhỏ. Khổ cho con rồi. Bà Nguyệt ngồi đấy nhìn hai ba con lại chỉ bật cười. Lúc đó Lâm đi đến định mở cửa vào, nhưng nhìn qua cửa kính chỉ thấy hai bóng lưng người đàn ông và phụ nữ đấy. Lại nghe cuộc nói chuyện vui vẻ của họ, anh bỗng chốc không muốn quấy rầy. Thấy cô cười là an tâm rồi, Lâm lại quay người rời đi.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Khoảng trời bình yên của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.